Thưa quý vị, đây là một tấm hình chụp bản đồ dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh sáng hôm nay. Và nếu như quý vị nhìn vào bản đồ này thì chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được vùng đỏ chính là nơi có tỷ lệ người nhiễm cao và ngược lại vùng xanh chính là những khu vực đang trong vùng an toàn. Thưa quý vị, vâng, và từ bản đồ này thì khái niệm vùng xanh đã hình thành và điều đáng mừng là thực tế hiện nay những vùng xanh ngày càng mọc lên nhiều hơn. Chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí giúp rất nhiều từ cộng đồng để quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn trong đại dịch. Vùng xanh được hiểu là những khu vực an toàn ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có ca nhiễm hoặc không còn nguy cơ lây nhiễm. Các vùng xanh được thiết lập với sự túc trực canh gác của tình nguyện viên nhằm hạn chế người lạ ra vào. Các shipper phải giao hàng từ bên ngoài qua một quy trình nghiêm ngặt, ngay cả việc thanh toán tiền mặt cũng được khử khuẩn kỹ lưỡng. Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua thời kỳ cao điểm của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Nhiều vùng có các bệnh nhân F0, song rất nhiều khu vực không người nhiễm hoặc một số ít ca nhiễm được sớm tách ra khỏi cộng đồng qua nhiều lần xét nghiệm. Để bảo vệ các vùng này, ngày càng nhiều vùng xanh được thiết lập, nhờ đó người dân có được các không gian an toàn sạch bệnh ngay giữa đại dịch. Ghi nhận tại đường Nguyễn Hiền dẫn vào cư xá Đô Thành, lực lượng chức năng, các tình nguyện viên túc trực để nhận hàng, nhu yếu phẩm từ những người giao hàng giúp người dân. Qua ba lớp chuyển, hàng hóa được đặt vào ghế nhựa, sau đó người dân sẽ đến lấy. Tương tự, tại các con hẻm tại phường 5 quận Phú Nhuận cũng được lập các chốt chặn, người giao hàng đều dừng ở đầu hẻm để chờ người dân ra nhận. Theo như chú thì làm như thế này thì thấy là tốt cho nhân dân ở trong phường, ở trong khu phố, và nó đảm bảo được tình hình dịch bệnh lây lan rất là nhiều cho khu vực ở trong đây. Mặc dù vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình giao nhận hàng, cuộc sống người dân phải thay đổi cách sinh hoạt, nhưng nhiều người đồng tình rằng đây là biện pháp an toàn trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Trước mắt thì mấy cái hẻm bây giờ đa số là thiết bị bảo vệ vùng xanh với lại phong tỏa đầu hẻm này nọ thì nó hơi khó, mình phải đứng ngoài đợi. Thì như thế này thì nó an toàn hơn. À, đúng rồi, những cái này thấy nó an toàn hơn. Chứ không phải là nó khó khăn gì, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hữu ích. Với sự hướng dẫn của ngành y tế, chính quyền khu vực, những vùng xanh được người dân đồng lòng giữ vững bằng nhiều cách. Và cho tới nay, rất nhiều vùng xanh trên toàn thành phố đã đứng vững trong cơn dịch bệnh. Từ những vùng xanh giữ vững, những vùng xanh mới được hình thành sẽ tiến tới xanh hóa bản đồ COVID-19 của thành phố, thu hẹp dần các vùng đỏ. Khi cư dân chủ động đề xuất và sáng tạo trong cách thiết lập vùng xanh tại nơi mình ở, thì chính quyền cũng sẽ có sự hỗ trợ để vùng xanh càng đảm bảo an toàn. Không chỉ trong các khu phố, con hẻm, tại các chung cư vùng xanh, người dân đồng lòng thực hiện các quy tắc để dịch không xâm lấn vào bên trong, tuân thủ hướng dẫn của ban quản lý dưới sự giám sát chặt chẽ của ngành y tế cơ sở. Thậm chí, để bảo vệ thành quả vùng xanh an toàn, người dân sẵn sàng đóng góp tiền và tài sản để duy trì các hoạt động bảo vệ vùng xanh của mình. Hàng trăm vùng xanh đã bắt đầu hiện diện trên bản đồ COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh để thay thế dần những điểm phong tỏa cách ly và hy vọng vượt qua đợt dịch chưa từng thấy này. Cũng vì vậy mà càng gần với hiện thực hơn bao giờ hết.